tin cô của Hồng Đăng hot trở lại, nhiều cái kết cho thương ngày nắng về. Mới đây, VTV đã đưa ra thông báo đến các đơn vị trong đài, đề nghị rà soát lại các chương trình và phim có sự góp mặt của nam diễn viên Hồng Đăng. Đáng chú ý trong số đó là sự vắng mặt của nam diễn viên trong bộ phim Thương Ngày Nắng Về đang được phát sóng trên kênh VTV3. Xuyên suốt tập 40 và 41 của Thương Ngày Nắng Về, nhân vật Đức do Hồng Đăng thủ vai không hề xuất hiện và chỉ có lời thoại gián tiếp trong cuộc trò chuyện điện thoại với nhân vật khác. Ngay cả phần intro và danh đề cuối phim cũng đã gạch tên nam diễn viên. Những ngày qua, được biết ekip phim cũng đang miệt mài thực hiện các phân cảnh cuối cùng cho kịp tiến độ. Trong loạt ảnh hậu trường đã được ekip phim tung ra, không có sự xuất hiện của nhân vật Đức do Hồng Đăng thủ vai. Ngoài Thương Ngày Nắng Về, một bộ phim cũ Hồng Đăng tham gia cũng bất ngờ hot trở lại, đó là Cả Một Đời Ân Oán. Đây là một bộ phim truyền hình do VFC sản xuất và được lên sóng vào năm 2018. Trong phim, Hồng Đăng vào vai Phong, một anh chàng đẹp trai, tài giỏi nhưng si tình. Trong suốt khoảng thời gian lên sóng, nhân vật này cũng từng nhiều lần nhận những ý kiến trái chiều từ phía khán giả theo dõi phim.